Rồi cơ. Sao em? Đồ cho em cái tên 18 mã trưởng thành 28 phát đúng không? Đợi có một chút. Dạ. Mới tạm mái phướng thanh gì em? Hải tạm minh phạt. Rồi, hai đáp mình phạt. Bà nào muốn đổi đến thì nhận bụng lớn cho cô nhá. Như cậu ơi đời tên cho em Phạm Diễn Thanh Phạm Diêu. Okay, now all class write down part 3 in your notebook. Các bạn ghi phần 3 vào vở cho cô. Ghi cả đề và đáp án. Chuẩn bị tốt thật yêu. When you finish, raise your hand. Khi nào các bạn ghi xong hãy giơ tay lên cho cô. Hiện tại lớp có 12 bạn đã ghi xong. Cô cho các bạn thêm 2 phút nữa. Đến 19:51, cô sẽ bật cho các bạn nghe.
Okay, we hear past three in twice. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phân bả hai lần. Bình thường thế nào cho các bạn nghe hai lần hay là ba lần? Hai lần đó cô. Rồi, hai lần, vậy chúng ta sẽ nghe hai lần. Hear carefully and when you finish, copy this and send it to me. Nghe cẩn thận, sau khi nghe xong các bạn hoàn thành và gửi nó cho cô. Part 3. Part 3. Listen and look. There is one example. Where did Uncle Harry take each of these photos? Hi, Uncle Harry. Did you have a good trip? Yes, I did, Emma. Did you fly there? Yes, and then I took a train to the city. But I was tired and I went to sleep. Oh dear. Did you wake up at the right time? Yes, I was lucky. When I woke up, I saw these beautiful flowers in the railway station. I was surprised, so I took a photo. Can you see the letter F? Now you listen and write a letter in each box. Where did you take this photo? Oh, that was in my hotel room. But why did you take a picture of a shelf? I need one for my magazines at home, and I liked this one, so I took a picture of it. I like it too. I'd like one of those in my bedroom. One day I went to the theatre and saw a very good concert. Did you go there in this taxi? No, I travelled in that when I went to a chocolate factory the next day. Why did you take this picture? Well, the driver was very friendly. You took a picture of a painting. Did you visit an art museum? That's actually a funny story. At the hotel, I dropped something heavy on my toe. I thought it was broken. Oh no! Did you go to the hospital? Yes, and that's where I saw this. Looking at something so lovely made me feel a little better. Are you okay now? Oh yes, fine. Silly me. I like this photo of a flag. Where did you take it? I went to a castle which had a lot of flags. But I took this on a different day in front of a stadium. A lot of people were going in. I think there was something happening inside. I can see the colours really well. And where did you take this picture, Uncle Harry? Well, I went to a very nice village. There was a museum there, and I really enjoyed visiting that. Was this special gate outside? Yes. It was painted gold and it looked beautiful in the sun. Now listen to part three again. Where did you take this photo? Oh, that was in my hotel room. But why did you take a picture of a shelf? I need one for my magazines at home. And I liked this one, so I took a picture of it. I like it too. I'd like one of those in my bedroom. One day I went to the theatre and saw a very good concert. Did you go there in this taxi? No, I travelled in that when I went to a chocolate factory the next day. Why did you take this picture? Well, the driver was very friendly.
You took a picture of a painting. Did you visit an art museum? That's actually a funny story. At the hotel, I dropped something heavy on my toe. I thought it was broken. Oh no! Did you go to the hospital? Yes, and that's where I saw this. Looking at something so lovely made me feel a little better. Are you okay now? Oh yes, fine. Silly me. I like this photo of a flag. Where did you take it? I went to a castle which had a lot of flags, but I took this on a different day in front of a stadium. A lot of people were going in. I think there was something happening inside. I can see the colours really well. And where did you take this picture, Uncle Harry? Well, I went to a very nice village. There was a museum there, and I really enjoyed visiting that. Was this special gate outside? Yes. It was painted gold, and it looked beautiful in the sun. That is the end of part three. Các bạn làm bài và gửi nó vào nick Zalo riêng cho cô nhé. Nick Zalo cô nhận đến trong lớp rồi, các bạn cứ gửi vào nick đó nhé. Cô vừa nhắc là gửi bài cho cô bằng nick Zalo mà đinh phóng. Tại sao em lại gửi vào không chat? Gửi lại vào Zalo nhé. Gửi cả đây và đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài. Part 3. Listen and look. There is one example. Chúng ta đến với ví dụ số 1. Where did Uncle Harry take each of these photos? Where did Uncle Harry take his photos? Những nơi mà nơi mà cái chú Harry này chụp những đã chụp những bức ảnh của anh ấy, của chú ấy. Hi Uncle Harry. Hi Uncle Harry. Chào chú Harry. Did you have a good trip? Did you have a good trip? Có phải bạn đã có một chuyến đi tuyệt vời không? Một chuyến du lịch tuyệt vời hay không? Yes, I did, Emma. Yes, I did, Emma. Yeah, vâng. Chú đã có một chuyến đi rất là tuyệt. Did you fly there? Did you fly out? Bạn cũng cảm thấy như thế nào? Yes, and then I took a train to the city. And I took the train to the city. Chú đã bắt một cái tàu để đến thành phố đó. But I was tired and I went to sleep. But I get tired. Và sau đó chú bị mệt. And I... Nào, nghe lại nào. Did you have a good trip? Yes, I did, Emma. Did you fly there? Yes, and then I took a train to the city. But I was tired and I went to sleep. But I was tired and I had sleeps. Chú mệt và sau đó chú buồn ngủ. Oh dear, did you wake up at the right time? Yeah. Did you wake up at the right time? Vậy chú có dậy đúng giờ hay không? Yes, I was lucky. Yes, I was lucky. Vâng, chú đã dậy đúng giờ, thật là may mắn. When I woke up, khi mà chú thức dậy. I saw these beautiful flowers in the railway station. When I wake up, I see beautiful flowers at the railway station. Chú thấy những bông hoa ở ngoài cái đường rải tàu đấy. I was surprised
I was surprised. Chủ đặt ngạc nhiên. So I took a photo. Vì vậy, so I took a photo. Vì vậy, chủ chụp một bức ảnh. Đó là ví dụ đâu. Can you see the letter F? Các bạn ở trong nhóm chat, trong bóc chat nhắn cái gì đấy các bạn? Thưa cô, là các bạn đang nghi ngờ bạn Khánh Nam đang gian lận cô ạ. Nhóm hộp chat không phải là nơi để các bạn trao đổi việc riêng nhá. Hộp chat là nơi để trao đổi những việc trong lớp thôi. Cô mời các bạn dừng lại, không nói chuyện, không nhắn tin ở trong hộp chat nữa. Chúng ta bây giờ chữa bài. Các bạn khác đừng có gửi bài tập cho cô này nhá. Cô chữa bài rồi, không không nhận bài tập nữa nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Now you listen and write a letter in each box. Where did you take this photo? Where did you take this photo? Bạn chụp cái bức ảnh này ở đâu? Oh, that was in my hotel room. That was in my hotel room. Nó ở trong cái phòng gì các bạn? Nó ở đâu? Ở trong phòng khách sạn. Khách sạn. Hotel room là phòng khách sạn. Đúng rồi. But why did you take a picture of a shelf? But why did you take a picture of a shelf? Vậy tại sao bạn lại chụp một bức ảnh a shelf? Shelf là cái gì? Kệ đựng sách. Đúng rồi, cái kệ đựng sách. Why did you? But why did you take a picture of a shelf? Tại sao bạn lại chụp một bức ảnh về một cái giá để sách? I need one for my magazines at home. I need one for my magazines at home. Tôi cần nó, chú cần nó cho để những cái quyển tạp chí của chú ở nhà. And I liked this one. And I like this one. Và chú thích cái này. So I took a picture of it. So I take a picture of this. Vì vậy chú đã chụp một bức ảnh với nó. I like it too. I like it too. Con cũng rất là thích nó. I'd like one of those in my bedroom. I'd like one of those in my bedroom. Con muốn một trong những cái đó, một trong những cái giá sách đó ở phòng của con, ở phòng ngủ của con. Vậy thì bức ảnh đầu tiên, câu hỏi đầu tiên là chụp cái gì? Ở đâu? Ở đâu các bạn? Địa điểm. Lúc nãy nói ở trong khách sạn à? Rồi, là đã bắt ý đúng không? Là hotel. Chụp cái gì? Chụp self. Cái giá sách. Vậy thì đáp án là cô bà là y. Y. Đó. Rồi. Tiếp tục. Oh yes. Fine. Silly me. That when I went to a chocolate factory the next. Where did you take this photo? Oh, that was in my hotel room. I like it too. I'd like one of those in my bedroom. One day I went to the theater. One day I went to the theater. Một ngày tôi chủ đã đi tới theater, là cái rạp chiếu bóng đấy, hoặc là rạp chiếu phim. And saw a very good concert. And saw a very good concert. Và đã thấy một cái buổi rất hòa nhạc, rất là tuyệt vời. Did you go there in this taxi? Did you go there in this taxi? Chú đã tới đó bằng cái xe taxi này phải không? No, I traveled in that when I went to a chocolate factory the next day. No, I travel in that when I went to a chocolate factory the next day.
Chủ đã đi cái taxi này thì mà chủ tới cái cửa ở cái nhà mẹ sô cô la vào cái ngày hôm sau, nghĩa là nhìn vào những bức ảnh này của em, cái ông chủ này ông mà đi du lịch về, ông mà chụp những cái bức ảnh, và bây giờ những cái con gái này, đứa con gái này bảo chủ là chủ đã chụp những cái bức ảnh này ở đâu. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cái bức ảnh này chụp cái gì, về địa điểm nào. Bức ảnh thứ nhất là chụp về cái giá sách ở trong khách sạn rồi. Bây giờ chỉ vào cô bé này, chỉ vào một cái bức ảnh và hỏi bức ảnh này có phải là chủ đi xem hoa nhạc bằng cái taxi này không. Thì chủ bảo là không, cái taxi này là chủ đã đi nọ và đến cái cửa, đến cái nhà mẹ số có lá vào cái ngày hôm sau. Why did you take this picture? Why did you take this picture? Vậy tại sao chủ lại chụp bức ảnh này? Well, the driver was very friendly. The driver were very friendly. Bởi vì cái tài xế rất là thân thiện. Vậy thì taxi thì chụp vào đâu? Thì đi đâu? Được nhá, máy sô cô la. À, nhà mày là gì? Factory Factory. in. Factory. Vậy thì cái nào nổi về cái nào? À, hai nội bị dễ. Rồi, đúng rồi, chính xác. Hai nội về dễ. Họ nói rồi, tại sao bà lại chụp cái taxi? Chụp cái taxi này thì đi đâu? Có phải là đến buổi hoa nhạc không? Không phải, đến cái nhà mẹ mới chụp cái chuyện taxi này. Và chúng ta nội hai với dê. The hotel. I Thôi cô, dropped. take it. I went to a. Bà nào vừa thử cô đó? À dạ, cô hỏi là em khoanh dê đúng rồi mà rồi. Cô lấy gạch của em cô. Em đã đến gì? Tiểu Hoàng Anh cũng. Em mình dê rồi sao cô lấy gạch của em cô? Cô xem nào. Để có sửa lại nha. Bạn nào sai nữa? Bạn Tiểu Phương ngày năm một của vừa sửa lại rồi. Bạn nào sai nữa không? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Castle which had a lot of flags. You go to the hospital. Yeah, the hotel. I dropped something. No, I traveled in that when I went to a chocolate factory the next day. Why did you take this picture? Well, the driver was very friendly. You took a picture of a painting. Rồi, câu số 3. You took a picture of a painting. Bạn đã chủ đã chụp một bức ảnh về cái gì? A painting. Về cái gì? Painting là gì? Một bức tranh. Đúng rồi. A painting. You took a picture about a painting. Chủ đã chụp một bức ảnh về một cái bức tranh. Did you visit an art museum? Did you visit an art museum? Có phải chủ đã đến một cái museum là bảo tàng? Art museum là bảo tàng của bức tranh, Bảo đúng không? tàng mỹ Bảo thuật. tàng ảnh nghệ thuật. Đó. That's actually a funny story. That's actually a funny story. Đó là một câu chuyện rất là thú vị, rất là buồn cười. At the At hotel, the hotel, ở khách sạn. I dropped something heavy on my toe. I dropped something hairy on a toilet. I thought it was broken. I thought it was broken. Ở khách sạn thì chủ đã đánh rơi một cái vật nặng, a heavy. Something a heavy, nghĩa là something, một cái vật gì đó. Heavy là nặng. Một cái vật nặng. In a toilet. Ở toilet là cái gì bạn? Toilet. T-O.
E-L. Ban chấn. No. Không, ban chấn là Ngón chân à? G-O-A-E. Ngón chân. Nó cái ba chỉ độ năng mà nó đến từ nó cái ba chỉ độ năng Cái chân. cái chân của bạn có năng không nào nghe này. I thought it was broken. At a hotel, I dropped something heavy on my tools. Cái anh ngọ một cái vật chứa đồ năng ở trọ khách sạn tối đã đánh loan rớt cái vật chứa đồ năng ở cái ngọn chắn chưa là cái ngọn chắn là không phải ban chắn đâu, các bạn là ban chắn là foot, các bạn biết foot vô không, foot đó mới là ban Bạn biết. chắn, cái ban chắn là foot là cả cái ban chắn của các bạn đây là mấy ban chắn con đâu ngọn chắn nhưng mà TOE ngọn chắn ngọn chắn ở đến ngọn chắn and I think it was broken và tôi nghĩ là nó gần như là bị gãy đấy, gãy chắn, tôi nghĩ là nó tôi bị gãy chắn. Did you go Oh to the no, did hospital? you go to the hospital? Vậy thì bạn có chủ có đến bệnh viện không? Yes, có. Yes. And that's where I And saw that's this. where I saw this. Vâng, đó là tại sao mà tôi đã thấy nó. Looking at something so lovely made me feel a little Looking better. at something so lovely makes me feel a little better. Thấy một cái điều gì đó dễ thương thì làm cho chủ cảm thấy tốt hơn. Are Are you you okay okay now? Vậy bây giờ chủ ổn rồi chứ? Oh yes, Oh yes, fine. fine. Ổn rồi. Silly Sally me. me. Sally me là ý là tôi thật là ngu ngốc ấy, ý là tôi thật là ngốc. Silly là ngu ngốc, Silly me là ồ thật tôi thật là ngượng ngần. Đó là một câu cảm thán. Vậy thì cái ông này đã chụp cái bức ảnh về cái painting là về bức tranh thì ông lại như thế nào? Ở đâu? Đang ở bệnh viện. Gãy chân đó ở bệnh viện. Ở gãy ngón chân. Gãy ngón chân thì đi bệnh viện rồi. Nhưng mà thấy thính ở đâu? Bệnh viện có bức tranh à? Nào. Bệnh viện. Nào có mơ bàn phương tráng nào cho câu trả lời nào. Tại sao hôm nay lại chụp cái bức tranh? Tiện đạt nào, tại sao ông nay lại chụp cái bức ảnh với cái bức tranh này, lý do nào? Em vừa có vì là bức tranh này là một thứ gì đó rất là dễ thương. Ừ, đúng rồi, nó dễ thương, nó làm ông này cảm thấy tốt hơn. Ông nay đi đâu mới chụp được bức tranh này? Đi bảo tàng Nghe lại thuật. nhá. Phải không? Bảo tàng nghệ thuật hay là bệnh viện? Ông đi có hai địa điểm, có ba địa điểm được nhắc tới trong bức tranh này. Một là Bệnh bảo viện. tàng nghệ thuật, hai là hotel, ba là hospital, ba địa điểm. Mình có chính kiến nào, địa điểm nào? Giờ có cần nghe lại không? Bạn nào nghe được không? Cô đang hỏi nha, đúng nghe ý kiến của cô đang hỏi. Bạn nào dám chắc cho cô ý kiến nào bằng bằng cuối nhánh nào, câu trả lời của em là gì? Lúc nãy cô vừa mới dịch đó, bài này có ba địa điểm, nhắm tới ba địa điểm. Thứ nhất là bảo tàng nghệ thuật, thứ hai là ở hotel, thứ ba là ở hospital, và nhắc đến bức tranh painting. Vậy ông nay chụp cái bức tranh này ở đâu nào? Kho Ở đâu? chào.
Sao bạn có nghe thấy bạn quên nhắn nói gì không? Có Bạn nói gì đó? có sao bạn nói là in À, in hospital. Tại sao lại in hospital mà không phải là in in museum? Tại sao không phải ở trong viện bảo tàng, hay là ở trong bệnh viện nào? em nghĩ là cái ở ngoại biên À, cái này em biết là ở Trả kia lời. đâu Để bạn quên nhắn trả lời mà. Có đồng hồ bạn quên nhắn. Tại sao quên nhắn? cà phê là em nghĩ đó là ở ngoại bị gãy chân em nói em nghĩ là ông như là trong bệnh viện À, ông ấy bị gãy chân, xong ông ấy đi đến bệnh viện. Em nghĩ là vậy. Cô trong bài vẫn nói mà em vẫn không nghe được các bạn. Cái bài họ nói gì à? Nào, khi nãy lúc nãy bà nào cắt ngang, bà nào nói cho cô nghe nào. Bà nào biết lý do nào. Bệnh viện là một đáp án chính xác, đúng rồi. Tài giải thích chứ có tài sao lại là bệnh viện á. Lúc đầu người ta có hỏi tiện đạt nào. em được có lúc ấy, ông ấy vào bệnh viện ông ấy đã nhìn thấy Rồi, chính xác là bệnh viện. Nhưng mà lúc đầu người ta nói như thế này này các em. Người ta bảo là tài sao là story Okay. at the You took a picture of a painting. You took a picture of a painting. Bạn đã chụp một bức tranh. Chủ đã chụp một bức tranh về một bức ảnh về bức tranh. Did you visit an art museum? Did you visit an art museum? Chủ đã đi tới một cái bảo tàng nghệ thuật tranh phải không? That's actually a funny story. That's actually a fun snake story. Nó là một câu chuyện là buồn cười. Ông này có trả lời là dễ thấy nấu không? Ông này có trả lời là dễ thấy nấu là ông này khẳng định đó chụp ở museum không? Là không. Không Không. đề không đề cập gì đến ở museum cả. Thì chúng ta mới trả lời là vậy. Lúc này có hỏi thì các bạn chỉ cần nói về câu là he not mention about this in a museum. Ông ấy không hề đề cập nó, hoặc là các bạn bảo là lúc em hỏi nghe thấy ông ấy hỏi, nhưng mà không nghe thấy bạn ấy hỏi là đi tới viện bảo tàng nghệ thuật, nhưng mà ông ấy không nói gì về bức tranh cả. Được chưa? Rồi. Hospital là đúng rồi. Tại vì ông ấy bị đau chân, bị gãy chân. Ông ấy cảm thấy bị gãy chân cho nên ông ấy đến bệnh viện. Mà đến bệnh viện thì ông ấy thấy một cái bức tranh rất là xinh. Cho nên ông ấy đã chụp nó và cảm thấy nó tốt hơn. Rồi, câu hỏi số 3. Silly me. I like this photo of a flag. I like this photo of a flag. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Mạnh nào? Mạnh số bao giờ? Mạnh số từ 15. I like this photo of a flag. Em What được does it mean? là tối thời ti bản photo. Photo là gì? Poster. Photo là cái gì? Photo có phải là bàn sáo không? Photo ở đây là cái gì? Bức gì? Bức ảnh. Đúng rồi, bức ảnh. Poster, bức ảnh. I like this photo of a flag. What does it mean, bảo Quyên, please? Mean is lắm. Tôi thấy kia bức ảnh đó về kia lạ cơ ạ. Rồi, good job. Where did you take Where it? did you take it? Bạn chụp nó, chủ chụp nó ở đâu? I went to a castle which had a lot of I flags. went to a castle. Tôi đã tới, chủ đã tới một cái castle là cái Lâu cung điện, đài một à? lâu đài. Which has a lot of flags. Cái mà có rất là nhiều cái lá cờ. But I took this on a different But day. I took this on a different days. Nhưng tôi đã chụp chụp cái bức tranh ảnh này về cái lá cờ này vào một cái ngày khác. In front of a stadium. In front of a stadium. Ở phía trước cái gì? Stadium. Ở phía trước Sân vận. sân Vận Rồi, Động. sân vận động. Vậy thì đáp án
Đáp án nào Đáp các án bạn? là có Bốn bí ạ. bé. Bốn Có bí bí. ta được. Bò bì. Đây. Nghe đèn đỏ là đầy đủ thêm thông tin rồi. People were going in. I think there was something happening inside. I can see the colors really well. Câu cuối cùng. And where did you take this picture, Uncle Harry? Well, I went to a very nice village. Where did you take this picture? Chủ chụp cái bức ảnh này ở đâu? There was a museum there. Well, I went to a very nice village. I went to a very nice village. Tôi Chủ là đến để một ngôi làng tốt cái đẹp. ngôi làng là đẹp. Ừ, đúng rồi. There was a museum there. There was a museum there. Có một cái viện bảo tàng ở đó. And I really enjoyed visiting that. And I very enjoy visiting this that. Và tôi chủ rất là thích đến Tận đến bảo tàng đó. Đúng rồi, tận hưởng. Thấy cũng được, tận hưởng được. Thích đến cái bảo tàng đó. Was this special gate outside? Has a special gate outside. Có phải nó có một cái cổng rất đặc biệt ở bên ngoài phải không? Gate là cái cổng. Yes. Yes, đúng vậy. It was painted gold. It was painted gold. Nó thì được sơn màu gì? Màu vàng Vàng. vàng ạ. Nó thì được sơn màu vàng. And it looked beautiful in the sun. And it looked beautiful under the sun. Và nó rất Nó thì rất rất đẹp. đẹp Rất ở là dưới đẹp ở ánh dưới nắng mặt ạ. trời. Đúng rồi, dưới mặt trời, đúng rồi. Vậy thì đáp án nào? Một, có một đáp án nào? Đáp án G. G. Gì? G. Good job. This is all right answer of part 3. Đây là câu trả lời đúng của anh bà. Thành lương. Không gửi đáp án nữa nhá. Em chưa bao giờ lên rồi không gửi nữa nhá. Cô cấm cũng vậy, lúc nãy cô chưa lại rồi, cô không đàn bài nữa nhá. Tiểu Hoàng Anh có vô mới sửa điểm, sao mà có bạn nào có chậm sai không nữa không nhá, bạn nào? Không đi, các bạn chữ bài bài sử dụng nó sẽ chuyển sang phần mới nhá. Xong bài chưa? Chưa xong bài chưa? Bà là ợp, chữa xong ba chưa? Rồi ạ. Rồi. We move to past four. Listen and take A, B or C. Chúng ta chuyển sang phần 4. Nghe và tích A, B, C. Câu hỏi không? What's the Mrs. Silver device in her job? Nghĩa là cái bà Sliver này đã thiết kế cái gì trong công việc của bà ấy? Bà thiết kế thứ nhất là bridge, là Phế những cái câu ạ. cầu, motorways là cái đường, Đường tốc tốc. đường cao tốc của xe chạy đấy. And C, skyscrapers nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì cả lớp? Chưa có nói lại cái cô. Cái thứ nhật là bridge, là những cái cầu. Motorways là đường cao tốc. Skyscrapers nghĩa là Tòa gì? nhà cao tầng. À, những tòa nhà cao tầng. Ê này, từ nay tư vấn thấy cáo đã dài chưa? Buổi trước Dạ hình như rồi có cô. học tư vấn. Rồi Có cô. học tư Em vấn. nhớ là cái này là tòa nhà chọc chọc trời đúng không cô? Học tư vấn mà tại sao bây giờ hỏi với tại sao đá phanh là ngồi im lặng vậy? Tư vấn chưa thua cả các bạn. Để có xem tư vấn là có chứ nào. Không phải cái Nico ơi, lâu rồi, mấy bữa trước rồi có. Học bài bữa trước rồi à?
Thì ra cô vẽ sáng nay cho những cái bạn nào mà chưa chưa nhớ ở hoặc là chưa biết nhá. Bây giờ một lần ghi là một lần nhớ này. Bạn nào biết rồi thì không cần ghi cũng được, mà bạn nào chưa biết thì ghi vào cho nhớ nhá. Cô ấy cô không có phải gửi gì không cơ? Em ghi em nữa mà không ghi em không sao nhá. Dạ. Cô ấy nó bài thư cần phải gửi cả câu hỏi không cơ? Cậu em, biết cả câu hỏi cả cậu trả lời nhá. Dạ em cảm ơn cô. Write out past four in your notebook. Các bạn ghi cả đây cả đáp án của phân bổ nó vào cho cô. When you finish, raise your hand. Khi nào các bạn làm sao thì các bạn giơ tay lên. Em rất cố. Chào em. Cố giải khiết đáp án ra cho em đâu không cố? Trả thật hệ tân vào đáp án à? Dạ. Alo, Nào. con một câu hỏi. À, tân mời câu hỏi. Câu 1. What were Mrs. Silver's favorite subject? Nga, Miss Fever đã yêu thích khi ở trường. Thứ nhất là science là môn gì? Tư vấn học rồi, science. Wow, Wow, khoa không? học, Đúng rồi. mỹ thuật, Là địa môn địa lý. lý, Good job, great job, all class. Đúng rồi. Sorry. Okay, we continue. Who else in Mrs. Silver family could as an engineer? Cô nhưng mà nào? có Thế ai nào? Như trong thế gia nào? đình Nào nào của nào. Như nào Silver nào? Như đã nào nào? Để có trả lời nào. Hỏi thì mình mà ai muốn trả lời thì mình giơ tay nhá. Mình không ôn nhá. Who else in Mrs. Silver family could as an engineer? Cô mời bạn đăng phóng nào. Câu này nghĩ là gì? thưa cô, ai trong gia đình Silver là người kỹ sư ạ? Anh nghe kỹ Ai sư. trong cái gia đình cái ba Silver này làm việc giống như một là kỹ sư hoặc là làm nghề kỹ sư nha. Older brother nghĩa là anh trai. Sister là chị hoặc là em chị gái hoặc là em gái. Husband là chồng. Chồng của bà ấy đấy. Rồi, three. What time does Mrs. Silver start work? Nghĩa là ba Silver này bắt đầu công việc vào lúc mấy giờ? Half past seven, 7:30 hoặc là 7:30, 7:30, 8 o'clock, 8:30 hoặc là half past eight. Câu số 4. What is Mrs. Silver going to do tomorrow? Ngày mai, cái ba Silver này định làm gì? A. Go to library. Go to the library. Nghĩa là đi tới thư viện. B. Teach a class. Dạy học đấy. Lên lớp đấy. C. Have meeting. Có một cái buổi họp. 5. Wait for it. Mrs. Silver working on now. A. In the forest. Ở đâu? Ở đâu? In the forest là ở đâu? Ở trong rừng Rồi. à? Trong rừng. Over the motorway. Quá, phải đi quá cái đường, vượt quá cái đường cao tốc. C. In the island. Ở trên một con đảo Con Rồi, đảo. đây là hòn đảo. Bây giờ giải thấy xong rồi. Thì bây giờ các bạn ghi ba vào vở. Ghi xong thì giơ tay lên. Cô sẽ bật cho các bạn nghe. Nghe, các bạn đã nghe trong không? Hài lắm. Cho nên mà các bạn nào mà bạn chưa nghe được thì các bạn có thể xin cô nghe thêm một lần nữa nhé. Ba lúc nãy cô thấy khá là nhiều bạn được điểm chưa cao lắm. Cho nên là
Nếu mà các bạn muốn nghe thêm một lần nữa thì cũng không sao. Và bình thường thầy cáo dạy sóng nghe thì thầy cáo dạy sóng con dạy dạy sóng nói em các bạn con dạy sóng speaking không? Speaking thay chỉ à? Thay nói cho các bạn nghe, đôi lúc các tôi lên đọc từ vựng nữa. Rồi, nghĩa là thầy hỏi đáp các bạn thấy đúng không? Thầy có hỏi đáp không? Thầy có hỏi hỏi các bạn để các bạn trả lời hay là các bạn chỉ cần đọc từ vựng là được? Dạ không có, chỉ có đọc từ vựng Chỉ là được cần đọc cô. từ vựng là được cô. Đọc từ vựng nó có chứ chưa thầy thay hỏi hỏi trả lời. Rồi, thế hôm nay chúng ta thử hỏi trả lời nhá. Nghe xong bài này thì chúng ta sẽ chuyển sang phần speaking. Speaking thì sau khi xem xong hai phần speaking thì chỗ cô sẽ cho các bạn hỏi và trả lời. Và khi các bạn muốn trả lời câu hỏi thì tất nhiên raise your hand, không nói ngang nhá. Bây giờ cô sẽ bật cho các bạn nghe nha.
Part 4. Part 4. Listen and look. There is one example. What does Mrs. Silver design in her job? Hi, Mrs. Silver. For my homework, I have to ask a grown-up about their job. Can I ask you? Of course. I know you're an engineer, but what do you design? Is it motorways? No, bridges. In the future, I'd like to design skyscrapers because they're very exciting. Wow. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What was Mrs. Silver's favorite subject at school? When did you decide to be an engineer, Mrs. Silver? At school. You design things, so my guess is that your favorite subject was art. I liked that a lot, but I enjoyed geography the most. Did your friends like it too? No, they all preferred science. 2. Who else in Mrs. Silver's family works as an engineer? I'm not the only engineer in my family. Oh, really? Is your husband an engineer? No, but my sister is. She's just a few years older than I am. And my older brother is studying to be an engineer. He wants to design robots. 3. What time does Mrs. Silver start work? Mrs. Silver, do you start work early in the morning? Well, I always get to my office at 8, but sometimes our meetings don't start until 8:30. And when do you leave the house? Around 7:30, after taking the dog for a walk. 4. What is Mrs. Silver going to do tomorrow? Do you have lots of meetings, Mrs. Silver? Yes, I do. When we build new bridges and improve old ones, there's a lot to talk about. But not tomorrow. Why not? I'm going to teach a class at the university, which I really enjoy. I went to the library to prepare for it last week. 5. Which bridge is Mrs. Silver working on now? I saw that old bridge in the forest, the one that's made of wood. It's lovely now that you've repaired it. Thank you. I agree. I also enjoyed working on the bridge over the motorway. What are you working on now? A new bridge. It'll be easier for people to get to the island. That sounds brilliant. Thanks for helping me with my homework. No problem. Now listen to part 4 again. 1. What was Mrs. Silver's favorite subject at school? When did you decide to be an engineer, Mrs. Silver? At school. You design things, so my guess is that your favorite subject was art. I liked that a lot, but I enjoyed geography the most. Did your friends like it too? No, they all preferred science. 2. Who else in Mrs. Silver's family works as an engineer? I'm not the only engineer in my family. Oh, really? Is your husband an engineer? No, but my sister is. She's just a few years older than I am. And my older brother is studying to be an engineer. He wants to design robots. 3. What time does Mrs. Silver start work? Mrs. Silver, do you start work early in the morning?
Well, I always get to my office at 8, but sometimes our meetings don't start until 8:30. And when do you leave the house? Around 7:30, after taking the dog for a walk. 4. What is Mrs. Silver going to do tomorrow? Do you have lots of meetings, Mrs. Silver? Yes, I do. When we build new bridges and improve old ones, there's a lot to talk about. But not tomorrow. Why not? I'm going to teach a class at the university, which I really enjoy. I went to the library to prepare for it last week. 5. Which bridge is Mrs. Silver working on now? I saw that old bridge in the forest. The one that's made of wood? It's lovely now that you've repaired it. Thank you. I agree. I also enjoyed working on the bridge over the motorway. What are you working on now? A new bridge. It'll be easier for people to get to the island. That sounds brilliant. Thanks for helping me with my homework. No problem. That is the end of part 4. Bây giờ các bạn gửi bài vào trong Zalo riêng nhất tối nhá. For my homework, I have to ask a grown-up about their job. Can I ask you? Of course. I know you're an engineer, but what do you... Câu hỏi số 1. Hỏi bên ngoài nhé. What is Mrs. Silver work? Và hoặc là what is Mrs. Silver jobs? Cái ba Shriver này làm nghề gì các bạn? Who can answer? Ba làm nghề gì? Vừa mới đọc xong. Không. Cô bé vừa mới kể xong luôn. Ba này làm nghề gì? Khối Nguyễn nào. What is her job? What is Mrs. Sliver jobs. Khánh Chí nào? Mrs. Sliver làm nghề gì? Là chào thưa cô là kỹ sư. Đúng rồi, engineer, kỹ sư. Vừa mới nói xong luôn. Can I ask you? Of course. I know you're an engineer. Đó, cô gái vừa mới nói xong. I know you are an engineer. Tôi biết ba là một kỹ sư. But what do you design? Is it motorways? No, bridges. In the future, I'd like to design skyscrapers because they're very exciting. Ba này là một kỹ sư. And she designed bridge. Và ba ấy thích kể những con cầu, những cái cầu. And in the future, she want to design skyscraper. Và trong tương lai, ba này muốn thiết kế những cái tòa nhà chọc trời. Wow! Can you see the tick? Now you listen and tick the box. Câu hỏi số 1. Trước khi chúng ta lắng nghe câu trả lời, thì có mời bạn Hà An cho câu trả lời nha. Câu 1 em làm đáp án gì? Em cho cô câu 1 em chọn đáp án C. À em chọn đáp án C. Geography, địa lý. Rồi. Có mời Đinh Phát nào. Em chọn đáp án gì? Câu 1. Có là em chọn đáp án C. À em chọn đáp án C. Bảo án nào. Em chọn đáp án gì?
Bảo án 31, em cho nó bạn gì nữa? Dạ em thưa cô là em cho anh cô á. Science là khoa học rồi. Cũng cảm ơn rồi, cũng cảm ơn 3 bàn nhá. Trong 3 bàn thì có 2 bàn cho nó bánh xì và 1 bàn cho nó bánh A. Thì chúng ta cũng nghe A hay là xì hay là B nhá. 1. What was Mrs. Silver's favorite subject at school? What were Mrs. Silver's favorite subject at school? Môn học yêu thích của cái bà Sliver này là gì ở trường? When did you decide to be an engineer, Mrs. Silver? When did you decide to become an engineer, Mrs. Silver? Khi nào? When did là hỏi là khi nào đấy? You decided. Khi nào bạn quyết định trở thành một cái kỹ sư? Vậy ba Silver. At school, At school, khi ở trường. you design things. So my guess is that your favorite subject was art. I liked that a lot, but I enjoyed geography the most. Chúng ta nghe lại cho rõ nào. When did you decide to be an engineer, Mrs. Silver? At school. You design things. You design things. Bạn thiết kế một số thứ. Cái câu bạn này bảo là you design things. Bạn thiết kế một số thứ, một số đồ vật. So my guess is that your favorite subject was art. So I guess your favorite subject is art. Vậy tôi đoán rằng cái môn học yêu thích của ba là art, là vẽ, là nghệ thuật. I liked that a lot, but I like, ai gì nhỉ? I like that a lot. Tôi thích cái món đó rất là nhiều. But này, but rồi là những cái vậy trước đó là không quan trọng nhá. enjoyed geography the most. But I enjoy geography the most. Nhưng tôi thích, tôi tận hưởng, tôi thích nhất là cái món gì? Geography là một địa lý nhất. Most. Did your friends like it too? Did your friend like it too? Bạn của ba có thích cái món này không? No, they No. all preferred science. No, they are prefer science. Không, họ thích môn khoa học hơn. Vậy thì đáp án nào các bạn? Đáp án nào mới là đáp án đúng? C. ABC. C, good job. C. C. Lúc C. đầu nha. Rồi, tại sao chọn C là tại vì như này này. Lúc đầu người ta hỏi là ba quyết định trở thành cái một kỹ sư. Lúc nào? Cái bà ấy bảo là khi ở trường, từ lúc đi học là muốn làm kỹ sư rồi. Thì cô bé này mới bảo là you design things. Bàn ba là thiết kế một số đồ vật đó. So I get you your favorite subject is art. Vậy tôi đoán rằng cái môn học yêu thích của ba là môn vẽ, môn art, môn mỹ thuật. Nhưng mà ba bảo là I like that. Ba nó bảo là tôi cũng thích cái món này, tôi thích cái món mỹ thuật này. But my favorite, but I enjoy geography the most. Nhưng ba tôi thích nhất, nhưng tôi thích nhất là cái món địa lý. Vậy thì cô bé này hỏi là, vậy thì những người bạn của ba có thích cái món địa lý này không? Thì ba ấy lại bảo là no, I prefer science. Vậy nhưng mà họ lại thích môn khoa học hơn. Vậy thì C là đáp án đúng nha. Thích.
thích, vẫn là thích cái món ảnh này, thích cái món mỹ thuật nhưng không phải là thích nhất. Chúng ta hỏi, làm hỏi món thích nhất nhá. Cái món này thích vừa thôi. The most. Vậy là cái câu trả lời của chúng ta. C. Rồi tiếp theo câu số 2 nào. Có mơ bàn diều lính nào. Đáp án của em là gì? Em thưa cô, đáp án của em là bảy. B. Sister. Phản ánh nào. Phương Ánh. Bà sao? Đáp án của em là gì? Là em thưa cô là em, đáp án của em là bế. B. Sister. Rồi. Có mời bạn Phương Tráng nữa. Đáp án của em là gì nữa? Em được cô đáp án của bé của em là bé sister. À, B. B. Sister. Ok. Good job. B is the right answer. Câu trả lời đúng đúng là B. Mrs. Silver, do you start work early in the morning to design robots? Emily works as an engineer. I'm not the only two. Who else in Mrs. Silver's family works as an engineer? Một người nào khác ở trong cái gia đình của ba này, ba Sliver này, làm kỹ sư. I'm not the only engineer in my family. I'm not the only engineer in my family. Tôi không phải là cái người kỹ sư duy nhất ở trong cái gia đình của tôi. Oh, really? Oh, really? Thật ra yeah. Is your husband an engineer? Is the husband an engineer? Có phải chồng của ba làm một kỹ sư không? No. No, vậy thì loài đã bắn xảy ra. Con bé với á thôi. But my sister is. But my sister is. Nhưng em gái của tôi là kỹ sư. She's just a few years older than I am. And my older brother is studying to be an engineer. Con brother này là của cái cô gái đáp hỏi. But my brother is an engineer. Nhưng mà anh trai của cái cô gái đáng hỏi là engineer. Con chúng ta đáng hỏi trong cái gia đình của ba này. Thì câu trả lời là sister B. Chúng ta sang câu hỏi số 3. He wants to design robots. 3. What time does Mrs. Silver start work? What time does Mr. Silver start work? Ba Silver này làm việc vào lúc và bắt đầu làm việc vào lúc mấy giờ? Bạn hạ án nào? Bạn hạ án cho trả lời nào? Em thưa cô, em chọn đáp án B. Đấy, B, cuộc cống nào? Em thưa cô, em chọn đáp án B. B. Rồi, có mời bạn Phạm Diệu nào? Em thưa cô, em chọn đáp án B. À, B. Good. The answer is B. Câu trả lời đúng đúng là B. Rồi, đáp án B tạm giờ. Bây giờ nghe nhá. Mrs. Silver, do you start work early in the morning? Well, Mrs. Silver, do you start work early in the morning? Có phải bạn làm việc, bạn đâu làm việc sớm vào buổi sáng không? Well, I always get to my office at 8, but well, I always get to my office at 8. Vâng, tôi luôn luôn đến cái phòng làm việc của but tôi. Sometimes our meetings Đến cái phòng làm việc của tôi vào lúc 8 giờ sáng. Meetings don't start until 8:30. Sometimes our meeting don't start until 8:30. Thỉnh thoảng thì những cái cuộc họp của chúng tôi, meeting là họp ấy, không bao giờ don't, không. Start, bắt đầu, until 8:30, không bao giờ bắt đầu tầm đến 8 giờ 30 hay 8 giờ 30 là cái
Muộn nhất của buổi họp. Cái buổi họp của ba nay bắt đầu muộn nhất cũng chưa đến 8:30. Đó. And when do you leave the house? And when do you leave the house? Vậy thì bạn ba rời khỏi nhà vào lúc mấy giờ? Around 7:30. Around 7:30, khoảng 7:30. After taking the dog for a walk. After taking a dog for a walk. Sau khi tôi dắt con chó của tôi đi dạo về. Vậy thì ở đây chúng ta có cả ba mốc thời gian A, B, C rồi. Tại sao lại chọn đáp án B? Tại vì thứ nhất, 7:30 là ba này rời khỏi nhà. Rời khỏi nhà vào lúc 7:30. Đến phòng làm việc vào lúc 8 giờ và bắt đầu làm việc. Còn cuộc họp, thỉnh thoảng những cuộc họp của ba này cũng sẽ bắt đầu lâu hơn. Nhưng mà không bao giờ muộn đến 8:30. Mà chúng ta lại hỏi start work. Bắt đầu làm việc vào khi nào? Là lúc 8 giờ. 8 giờ là đến văn phòng. Làm việc. B. Câu số 4 nào. What is Mrs. Silver going to do tomorrow? Ngày mai, bà này định làm cái gì? Bà là... bà Hữu Khánh nào? Em cho đáp án gì? Anh thưa cô, nó cho nó đánh bài rồi. À, đáp án B là teach a class, dạy một cái lớp huy động nào. Anh thưa cô, em cho nó ăn bí. À, đáp án B vẫn đạt nào. Em thưa cô, em cho nó bắt bí. B rồi. B là một câu trả lời chính xác rồi. I saw that old bridge in the forest. Teach a class at. Do you have lots of meetings, Mrs. Silver? Do you have lots of meetings, Mr. Mrs. Silver? Do you have a lot of meetings? Nghĩa là bạn có nhiều buổi họp không? Yes, I do. Yes, I do. Vâng, tôi có. When we build new bridges and When we build new bridge. When we will build new bridges. Khi chúng tôi chuẩn bị xây những cái cầu mới improve old ones. and improve old one và cải thiện hoặc là sửa chữa những cái cũ. There's a lot to talk about. There a lot to talk about. Có rất nhiều điều để nói. But not tomorrow. But not tomorrow. Nhưng không phải là ngày mai. Nghĩa là ba nay có rất là nhiều cuộc họp, nhưng mà không phải là ngày mai. Vậy thì chúng ta loại đáp án C ra. Ngày mai không có cuộc họp nào cả. Why not? Why not? Tại sao? Tại sao lại không có cuộc họp vào ngày mai? I'm going to teach a class at the university. I'm going to teach a class. Tôi chuẩn bị dạy, tôi sẽ dạy một cái lớp học. Which I At university, ở cái trường đại học. really enjoy. Which I really enjoy. Cái nơi đó là một cái tôi rất là thích thú, rất là hứng thú để dạy, để tham gia. I went to the library to prepare for it last week. I went to library. Bà đã đi tới cái cửa ở cái thư viện to prepare for it last week để chuẩn bị cho cái tiết học này vào tuần trước. Vậy thì đáp án đúng là đáp án B. Teach a class. Go to the library là tuần trước để chuẩn bị cho cái buổi học này. Còn meeting thì là không có. To be cho đáp án B. Câu số 5 nào. Câu số 5 có mấy bạn Nguyễn Hứng nữa. Anh cho cô câu số 5 là B, câu số 5 là C. C tiện đạt nào. Em rồi cô, câu số 5 là C. C bạn anh thơ nó. Em thưa cô là câu số 5, em cho đáp án C. Em cho nó bạn C.
C. Good job, chính xác. Mrs. Silver's favorite subject at school. Week 5. Which bridge is Mrs. Silver working on now? What bridge is Miss Silver working on now? Bây giờ thì cái bạn này đang xây cái câu nào? I saw that old bridge in the forest. I saw that old bridge in the forest. Tôi thấy một cái cầu cũ ở trong rừng. The one that's made of wood? The one that's made of wood. Cái mà được làm từ gỗ. It's lovely now that you've repaired it. It's lovely now that you repair. Nó trông thật là đáng yêu khi mà bạn đã sửa chữa lại nó. Thank you. Thank you. Cảm ơn. I agree. I agree. Tôi đồng ý. I also enjoyed working on the bridge over the motorway. I also enjoy working on the bridge over motorway. Tôi cũng rất là tận hưởng thích thú với cái việc là xây cái cầu ở trên cái đường cao tốc. What are you working on now? What are you working on now? Bạn bây giờ đang làm cái cầu nào? A new bridge. A new bridge, một cầu mới. It'll be easier for people to get to the island. Một cầu mới. It will be easier to be for people to get to the islands. Cái đó sẽ giúp cho con người, cho những người dễ dàng hơn để tới một hòn đảo. That sounds brilliant. That's so brilliant. Nó thật là nghe thật là tuyệt, nghe thật là vĩ đại đấy. Thanks for helping me with my homework. Thanks for helping me with my homework. Cảm ơn ba đã giúp đỡ cái bài tập về nhà của tôi. Bài tập về nhà của bà này đã để phỏng vấn ba này. Và rồi đúng rồi, đáp án đấy sẽ là đúng rồi. Ba này đang xây cái câu nào? Đang xây cái câu để giúp người dân dễ dàng tới một hòn đảo. In the islands. Rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang một chủ sáng speaking nha. Câu hỏi bây giờ. Look at the boat and information in this boat. Nhìn vào những cái thông tin ở trên cái bảng này. Nó nói về một cái xe ô tô. Robert's mom car. Xe của mẹ Robert đúng không? Color black. Color là màu sắc. How many door? Có bao nhiêu cái cửa? 8. Cái xe này là có tuổi thọ bao nhiêu? Cheap, expensive. Cheap hay là rẻ là đắt? Where? Now, nghĩa là bây giờ thì nó đang ở đâu? Giờ trả lời câu hỏi nha. Ai muốn trả lời câu hỏi thì giơ tay. How many people in this car? How many? The first question. How many people in this car? Bảo Quyên please. Bảo Quyên please. Dear teacher, there are two people in this car. Good job. The next question. What is color this car? Khánh Chi, please. The car is black. The car is black. Good, it's black. How many doors has it got, Bảo An?
Thưa cô How many cat? How many doll? There is five doll. Is it five doll? Is Động từ là gì? Động từ của nó là gì? Danh từ là cái gì? Chủ ngữ là gì? Động từ đâu? Thiếu động từ rồi. It's gì? à It chấm 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 five doors. Có cái gì nữa? Thiếu cái gì rồi? Thiếu động từ. Tuệ Hằng please. em cho How cô many doll has it got? it has got five It has five doll. Hoặc là it's got five doll. Rồi, câu hỏi tiếp theo. How old is it? Hoàng Anh. if It is 6 months old. Hà Linh, what is cheap or expensive? Hà Linh, please. Hà Linh nói gì với các bạn? Và cô không nghe rõ. Picture is a No. It's wrong answer. Nó không phải là câu trả lời chính xác. Was it cheap or expensive? Đinh Phạm, please. Mạnh, please. Mày nào? Cheap or expensive nghĩa là gì các bạn? nó đắt hay là Đắt, rẻ? đắt hay Rẻ rẻ? hay đắt? Đúng rồi, bây giờ rẻ hay đắt? Thế thông tin là có chưa? Có thông tin mà ở bảng thông tin rồi. Look at information in this board. Nào, có mời bạn nào nào? Bạn Thanh Thanh Lương nào? Được có. It is a F. Nào, nói lại nào. It is a gì? Expensive. Expensive. Không phải là expensive. Expensive. It's expensive. It's hỏi word thì trả lời là word nha. Không phải là hỏi word mà trả lời là it ý đó nha. It's word expensive. Nó thì đắt. And the last question. Where it is now? Dealing, please. Is at the station. It's a. It đi với à. It's a. Is at the station. Thiếu cái gì rồi? Thiếu. Câu đó thiếu rồi. Đầy đủ. Chưa đầy đủ thành phần câu. Có một bạn đăng phòng nào. Dear teacher, is it at the station? Good job. It is at the station. Hiểu tôi bị nha. Đó. Nhưng khi mình viết thì mình nhớ là mình có to be. Còn khi mình nói thì các bạn lại miss mất to be rồi. Thì bỏ lỡ to be rồi. Rồi bây giờ còn một bài. Một bài là Look at two pictures. Nhìn vào hai bức tranh này. Find out the difference. Tìm ra sự khác nhau. Bây giờ có một số cái khác nhau ấy. Bạn nào tìm ra để cho cô nào.
Ví dụ số 1. In the first picture, ở đằng bên ví dụ số 1 này. Smaller drum, cái trọng nhỏ. Các bạn có thấy cái trọng này không? Ở đây có hai loại trọng, một là trọng to, hai là trọng nhỏ, có một cái trọng to và ba cái trọng nhỏ. In the picture one, a first picture, the drums are green. Những cái bức trọng, cái trọng này là màu xanh. But in the second, they are red. Vào cái bức tranh số 2 thì nó lại là màu đỏ. Chúng ta có cái công thức là in the first picture, chủ ngữ cộng với động từ. But in the second one, chủ ngữ cộng với động từ. Bây giờ cậu với các bạn cùng làm nhé. Làm nhanh 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 nhá. Bây giờ các bạn nhìn vào. Đây, có cái đàn này là guitar, cái đàn guitar này khác nhau đúng không? Một với bức tranh hai đúng là khác nhau đúng không các bạn? Ở bức tranh màu thì nó hai cái đàn này như thế nào với nhau? Hai cái đàn này như thế nào với nhau các Khác bạn? nhau cũng Khác nhau trên đúng không? màu vàng và màu xanh. Ừ, đúng rồi. Bây giờ chúng ta có thể nói là in the first picture. Như thế nào đây? Đàn thì nói như thế nào? Đàn, đàn gì đấy? Đàn. Guitar. Đúng Guitar. rồi. The guitars. Nhớ có S. The guitars are different. Những cái đàn này thì giống nhau. But in the second one, nhưng vào bức tranh thứ hai, they are gì? Nói như thế nào? Có hai con bự. Cái bạn hai cái đàn này ở ở bức tranh số hai này như thế nào với nhau, giống nhau hay là khác nhau? Giọng nhỏ. Còn giống nhau thì mình bảo là they are the same, giống nhau nó same đúng không? Same là giống nhau. Bây giờ là in the first picture the guitars are different, but in the second one they are the same, nó thì giống nhau. Tự nhiên cô sẽ bắt các bạn lên trên nhóm với các bạn luôn. Rồi, tiếp theo điểm khác khác nhau. Có cái gì đây? Cửa sổ ạ. Cửa sổ, rồi. Cửa sổ như thế nào? Rồi Cậu anh tự động lại không? Rồi anh hãy mở ra. đi. Ừ. À, đúng rồi. Thế bây giờ nói như thế nào nào? Em nói bằng tiếng Anh cô nghe xem nào. In The the first picture. window is closed. Tiếp. The second picture, the window is open. Good. Good job. In the first picture, the window is closed, but in the second one, is it open? Đúng rồi. Cửa sổ có cái gì nữa? Có con gì đấy? Bức tranh một đã có con gì đấy? Có mơ bà nào? Đúng rồi. Butterfly. Butterfly. Đúng rồi. Bây giờ cô mơ bà nào bắn bắn đạn nào? Nói cho cô nào. Nói con bướm bướm mới nói cái khác cô. Em nói cái nào được không trung với cái bàn Yeah. cũng lại cho được. In the first picture, Ý là cái gì? không phải cô. It have a laptop in the map, but in the second one, it have a book on the mat. Ấy bút, A book. ơ bút, not ấy nha. À đúng rồi, ở bức tranh số 1 thì bà lại bảo là in the picture, what a first picture. There is, chúng ta bảo là có một người. There is a laptop on the floor or on the blankets. Có một cái máy vi tính ở trên cái thảm đúng không? Blankets là cái thảm. But in the second one, is it a book? Nhưng mà ở bức tranh số 2, nó là một cái quyển vở. Quyển sách. Chính xác rồi. Có mời bạn bạn giá nhí nào. Bức tranh một có cái gì mà bức tranh hai không có, hay là bức tranh một có cái gì khác với bức tranh hai nào, giá nhí nào. In the first picture, Thí là ai? Em nhớ em nói ai nào, đội tường người nào?
Người này à? Đinh đan quân ngắn của Đại đại à. Rồi. The man, hoặc là the student, sit on the chair. He wore a long pants, but in the second one, he wore a short pants. Được chưa? Ở bước này cho một, cái người trời đã có một người đang ngồi trên ghế, anh ấy mặc một chiếc quần dài. Nhưng ở cái ảnh số 2 thì người đó mặc cái quần ngắn. Good. Bước nào, ai nói về cái người đang đầu này nào? Người đang nằm đựng này nào? Cho cậu nào? Có một bàn khối nguyên 30 nào? Hồi nguyên 30. Người đàn ông ở bức tranh màu thì như thế nào đấy các bạn? Người đàn ông đang đứng đấy mà áo vàng đấy. Ông ấy gọi gì? Gì khác với người ở bức tranh số 2 nào? Ra có bột rau. À, bờ râu là gì? Râu là nước ánh, hiệu năng gọi là gì? Beard. Beard. Good. Beard. Vậy thì bức tranh một, người đàn ông gọi râu như thế nào? Râu tỏ. À, râu rằm. Còn người đàn ông ở số hai là ít râu hơn thì nói là in the first picture, the teacher has beer. And but in the second one, he has anh ấy có bồ đấu ít hơn cũng được. Rồi. Rồi, gọi là rỉa mẹ đấy. Rỉa mẹ chúng ta có mouse a chair. I mouse a chair để cố ghi vào. Ratchet. A chair nó là át át chờ. Đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị ghi điểm nhá. Uyên ơi. Có mấy bạn đinh phòng nào? Đinh phòng 20 của Đinh phòng 20, rồi. câu chuyện thoát ra ấy Rồi, xong rồi thì các bạn phải trả lời nha. có. Dạ. Hứng. 20 của cô bé tập với nha, chị được cô. Là bên nhà là bên nội nhá, cô sẽ gửi đến đến nhóm nhá. Chúng ta sẽ nói tiếp cái bài lúc nãy chúng ta vừa nói được không? Dạ. Huy chấm. 10 10 Hãy rồi mẹ 10 à? Cô Hải có điểm 10 đấy à? 10 Phan Diệu. Nhớ bộ người. Sao lại bộ... À, rồi. Nguyễn Hưng bao nhiêu điểm em? Em 20 của Đúng điểm đấy đúng không? Lưu Hưng, Nguyễn Hưng đúng điểm đấy đúng không? Phương Trang. hai với tám cậu ạ. Đang nhí. Em thưa cô là không không bị tạm. Hạ án. Em thưa cô tạm về 10.
in that. Em được có 10 về 10. Vẫn đạt. Em được có 8 về 10. Ha lĩnh. Bao nhiêu em? Bảo Quyến. Có 80 ạ. Đánh đán. Được có là bọn người ta. Quỳnh Anh. Bọn mình mời. Minh Thứ. Bọn bê tạng ạ. Tây Nam. Không, mình mời của Thành Trí. Mẫu mi ta ăn. Thảo Vĩ. Dạ em được cố lá bộ với tạm. À Minh Quân. Hà con bảy. Cô Cống. Dạ sợ vì mươi. Mình hiền. Là bốn. Mỗi có đề mà em. À. À, Lâm Phóng. Lâm Phóng. Mỹ Duyên. Mỹ Duyên. Em vô mấy mắt quá. Ngọc Hân. Tặng về mưa có ạ. Thanh Lương. 20 có. 20. Anna. Em được có lớp không về hai. À, Việt Mạnh. Âm hải có. Trắng sóng. Ra 66 có. Âm hải mà có. Đây đây có sửa đấy. Nó bị nhảy chữ lên á. Linh cô ơi, cô đang phóng 66 nhá cô. Hồi Nguyên. Cô ơi. Thôi em. Linh phạt 14 chứ không phải là 66 quá. Hồi Nguyên. Tạm tạm của. Tào Án. Mày em, mày bộn em. Không bộn quá. Rồi. Diều Lính. Ồ quá. Bộn em. Bộn bị sợ quá. Anh Hỡ. À, Tùy Hăng. Mười mười cô ạ. Anh Thơ. Hai con tạm quá. Hữu Khánh. Tôi có lớp 6 với tạm quá. Phan Ánh. Sau sầu quá. Hướng Giang. Khánh Nam. Không bài. Bao nhiêu em? Em phải có là 07. 07 á, em xem like có phải là 07 không? Hoàng Dũng. Hoàng Dũng.
Cô hôm nay chậm không có con nào con bài nhá. Rồi, bây giờ cô mới cả lớp nghỉ. Goodbye. Hôm sau đọc đọc liền cho cô nhá. Xem lại. Bye bye. Bài tập về nhà là bài tập speak. Cô sẽ vừa đến nhóm lớp các bạn vào lại bài tập và trả hỏi trả lời biểu vào bức tranh nha cô.